不错吧？哦。好舒服呢。Ôi dồi, một hộp đầu tiên xin chào các bạn nhá. Nó to đành đành luôn. Nên các bạn này xem này ủng hộ ông cháu thuyền với nó nhá. Ôi dồi, còn mương này. Bắt một con sộp bỏ con mương với bé. Hôm nay ông cháu với ông thuyền lại ra sông đây còn gì đây. Chạy vào đòi. Lại ra sông thủy triều đánh kiếm ăn đây. Hôm nay là nước nó nghe đẹp đẹp này, không biết có cá không. Một hôm nước nó ô nhiễm, úi đời vừa mất, thế là xong. Đẹp mới xấu gì. Chạy mất rồi, đấy, kia con sổ con, bé quá. Rồi đây con phi, bắt con phi đấy thôi. Bắt con phi, con sổ kia bé quá. Làm mấy 5-7 cân thì về thôi. Ấy thôi mất rồi. Úi giời ui. Đâu rồi. Mình sọc một tí nữa thì chết. Con phi hơi bị khủng. Mất rồi. Con phi khủng luôn. Mất con phi tổ quá nó chạy. Chạy đến rồi. Mày chạy vừa thôi chứ. Cứ chạy mãi được à. Chạy mãi được à. Để thu cá nó nước lên nó vào nó làm. Cứ chuẩn xe có bự hai con bắt con này đã. Hai con vướng béo không vào. Vướng đường nọ vướng đường kia. Được cả hai. Này nè. Mình thấy à. Đây đó. Lưỡn nè. Lưỡn nè. Mà chẳng chết à. Ôi giời, chạy mất rồi. Chạy. Chạy lên đĩa. Chỉ có cậy.
chạy vào đâu đâu mầm đâu luôn. Chạy rồi còn hai con nữa mày. Ôi tí nữa không đấy hai con đấy. Còn đấy thì ăn cái gì? Có đến cả sói à? Đâu. Biết tẹo. Con gì nằm đây? Không có con gì ẩn ở đấy à? Trời ơi. Ra thuyền này ngóc vào thuyền. Một rỗi. Ôi, một kép nhảy lên thuyền. Alo. Đây đây đây, con nữa đây. Chèo con không mình. Đây đây con nói. Đây. Ôi, thuyền to thuyền. Ây, ủa cái gì? Cắm mưa khổng lồ à? Ngạo khổng lồ. Ngạo khổng lồ. Con còn cái gì nữa rồi. Đấy. Sợ chưa? Đấy. Chép. Còn không? Còn cái gì? Còn cái gì thôi. Chép. Tao nhìn rõ con chép. Kết bấy cái nịt chẳng còn nữa. Đây là còn cái nịt. Đây đây còn. Đèo quá không sao được. Mà lại còn nụt sao không đẩy được chứ con Ly. Sao nụt không đẩy được ý? Gà ra kia. Còn hai con, đây một con nữa, bắt con này trước. Nhiều con. Như đi ba con thì cố thôi. Đấy, thì bắt con đấy. Con này trong nữa cơ. Ba con chết rồi. Con này chạy đâu mất rồi. Mất rồi. Còn đâu? Đây. Còn con bé. Lung. Đấy. Đây rồi. Có nên nằm trên cây đúng không? Có nằm đấy. Ui, nó chuyển ngay. Nên đi du thuyền vào xong rồi bắt đầu ở trong cây nó này đẩy ra. Ôi mà giời. Cái đống cây lại đẩy ra ngoài. Cứ ép chân vào được cây lại đẩy ra ngoài. Có mà bắt. Nè cây vướng ra, vướng ra. Đấy, đấy. Cái cành cây nó cứ du thuyền ra ngoài nó. Đây này. Cứ đẩy vào nó lại du ra. Chị thằng nát bé tẹo. Vứt ra ngoài thôi. Chị vẫn vào thiệt. Có được không? Cái đấy.
Ui đây chạy đây rồi, đây rồi. Ấy. Rồi Dufi Dufi. Có chép ra. À Dufi Dufi, Dufi Dufi. Có em nằm ấy rồi. Cân nhỉ? Được cân hay không nhưng mà thế to to. Thế to. Ấy. Và 4 lạng thôi. Ừ. Một rô phi, rô phi. Ừ, chạy kia mất rồi. Chạy đây à, chạy đây à. Không thấy à. Thấy, thấy chưa? Nhấc lên lại chạy. Ồ, không nói được gì. Không thấy à, nhấc lên lại chạy, lại đâm vào. Ê. Đây, ôi một chỗ. Một chỗ. Thôi, về thôi. Hôm nay không được nhiều. Nhưng mà cũng chán ăn. Còn gì đây? Được không con nè. Đẹp quá. Cúc của cây. Đánh thuyền. Đấy. Đấy ra đây rồi. Không được bỏ đâu. Khó bỏ. Không cần thiết. Tiếc gì một con mày mọc móc cũng mọc khó rồi bé tao mà bé không cần đã mất con to rồi bắt con bé rồi đang hết cái chỗ này thì về có con nào đọc đấy không không có. Nha. Ông cháu ông Tuyền Vlog về đây, kiếm ăn được vài cân rồi về đây. Không được mỹ mãn lắm nhưng mà cũng chán ăn. Các bạn thấy hay nhớ cho ông cháu ông Tuyền Vlog xin một like nhá, nhớ đăng ký kênh và nút chuông nhá. Xin chào các bạn nhá.